Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Lặng mình. Đây này, đây. Đấy,
Hãy báo luôn này. Đóng một. Và các bạn đừng quên rằng PCS True Apex sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8, 30 tháng 8, mùng 5 tháng 9, mùng 6 tháng 9, 12 tháng 9 và 13 tháng 9 trực tiếp trên YouTube Pubg Việt Nam Official và Facebook Grand Final Battleground Việt Nam. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn tại PCS True Apex nhé.